Kính thưa quý vị, Mỹ mở đường cho việc áp thuế trừng phạt ống thép nhập từ Việt Nam. Sau 11 tháng điều tra, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào ngày hôm qua, 16 tháng 10 năm 2012, thông báo kết luận chung cuộc. Ống thép hàng sản xuất tại 4 nước, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman, Ấn Độ và Việt Nam đã được nhập vào Mỹ với giá thấp hơn giá thành hoặc giá được chính quyền sở tại trợ cấp. Tình trạng đó đã gây thiệt hại cho các nhà sản xuất Hoa Kỳ, cho nên sẽ phải bị thuế trừng phạt. Khuyến cáo trên đây của Bộ Thương mại đã được chuyển qua Ủy ban Thương mại Quốc tế của Hoa Kỳ là cơ quan tối cao có thẩm quyền phán quyết tối hậu về các tranh chấp giữa các công ty Hoa Kỳ và nước ngoài. Ủy ban này sẽ phải quyết định xem có thực hiện các khuyến nghị của Bộ Thương mại hay không trong phiên họp dự kiến ngày 14 tháng 11 năm 2012. Tuy nhiên, theo nhận xét của hãng tin AFP, thông thường Ủy ban này luôn luôn đi theo các đề nghị của Bộ Thương mại và bật đèn xanh cho các cơ quan thuế vụ đánh thêm các sắc thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp nhà nước trên các mặt hàng thuộc diện bị trừng phạt. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, trong năm 2011, trị giá các mặt hàng ống thép hàng nhập vào Hoa Kỳ từ 4 nước Ấn Độ, Việt Nam, UAE và Oman lên đến gần 200 triệu Mỹ Kim, trong đó mặt hàng từ Việt Nam chiếm hơn 1/4. Theo AFP, mức thuế phụ thu trên sản phẩm đến từ Việt Nam có thể lên đến 28%.